tiểu sử diễn viên Cao Thái Hà. Để có được thành công và một chỗ đứng vững chắc trong làng giải trí như ngày hôm nay, Cao Thái Hà đã phải lao động chăm chỉ và vượt qua biết bao khó khăn. Nữ diễn viên 9X này cho biết, khi cô mới bước vào nghề, một nam diễn nổi tiếng đã nói thẳng với cô rằng cô xấu xí và diễn quá tệ, nên không thể theo con đường nghệ thuật được đâu, hãy tìm nghề khác. Câu nói có lẽ với cô Thái Hà như một gáo nước lạnh và sẽ không bao giờ quên. Nhưng kể từ đó, cô chưa bao giờ từ bỏ đam mê của mình, cô vẫn không ngừng đóng phim, cứ đóng phim này lại quay phim khác. Sau nhiều năm bước chân vào nghề diễn viên, đến nay Cao Thái Hà đã có trên 20 vai diễn trong 20 bộ phim truyền hình, trong đó có hơn nữa là vai chính, còn lại cũng là các vai thứ chính. Cao Thái Hà sinh ngày 20 tháng 4 năm 1990 tại thành phố Cần Thơ, hiện cô sống và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh. Mặc dù gia đình không có ai tham gia nghệ thuật, nhưng Cao Thái Hà sớm bén duyên với các hoạt động của làng giải trí. Nhờ ngoại hình nổi bật, với đường nét thanh tú và vóc dáng quyến rũ, người đẹp gốc Cần Thơ từng tham gia nhiều cuộc thi sắc đẹp. Năm 18 tuổi, cô tham gia cuộc thi Hoa hậu Việt Nam năm 2008. 3 năm sau, người đẹp ghi danh tại Nữ hoàng trang sức năm 2011. Thời điểm đó, cô mang về thành tích top 5 chung cuộc và giải trình diễn trang sức đẹp nhất. Hiện tại, Cao Thái Hà là một diễn viên trẻ triển vọng của làng điện ảnh Việt Nam. Năm 2016, cái tên Cao Thái Hà được khán giả biết đến nhiều hơn qua vai diễn Kim Oanh trong bộ phim Đồng tiền quỷ ám. Quay lại thuở mới vào nghề, diễn xuất còn non nớt chưa có nhiều đột phá nổi bật, nhưng nhờ làm việc nguyên tắc đã giúp cô gây dựng được uy tín thiện cảm với đạo diễn và đồng nghiệp. Đi lạc vào giữa một rừng các nữ diễn viên đều là những người xinh đẹp và có khả năng diễn xuất tốt. Cô nghĩ, nếu muốn tỏa sáng thì đòi hỏi cô phải có sự nổi trội về tài lẫn sắc. Tuy nhiên, Cao Thái Hà lại là một người khá may mắn, con đường để trở thành một nghệ sĩ nổi tiếng của cô lại khá thuận lợi. Vào năm 2012, cô đã nhận được ngay vai thứ 9 trong bộ phim truyền hình Vũ khí sắc đẹp. Và cũng trong năm này, cô đã lột xác hoàn toàn trong bộ phim Tiếng đàn kìm, một bộ phim có số lượng người xem nhiều nhất năm 2012. Với thái độ làm việc nghiêm túc, lễ phép và ham học hỏi, Cao Thái Hà luôn được lòng các đồng nghiệp trong ekip làm phim và luôn được họ nhiệt tình giúp đỡ. Năm 2016 là một bước ngoặt lớn khi cô thử sức với những vai phản diện có phần mưu mô thủ đoạn. Với vai Kim Oanh trong Đồng tiền quỷ ám của đạo diễn Trần Chí Thanh. Đồng tiền quỷ ám là một câu chuyện phim đầy ắp vốn sống thực tế về những tệ nạn đã và đang xảy ra ngày càng nóng bỏng vùng biên giới như cờ bạc, đá gà, buôn bán phụ nữ, hoạt động của các tổ chức tội phạm trong giới xã hội đen. Trong phim, Cao Thái Hà hóa thân vào vai phản diện khá ấn tượng và thành công, đó là một Kim Oanh, quyến rũ, sắc sảo và đầy tham vọng, đến lạnh lùng, tàn ác và lắt léo. Vai diễn này cũng đã giúp cô lọt vào top 3 nữ diễn viên ấn tượng đài truyền hình Việt Nam, đồng thời cô còn được mời tham gia hàng loạt dự án phim khác. Cũng trong năm này, Cao Thái Hà tiếp tục đảm nhiệm một vai phản diện trong phim Chạm vào danh vọng của đạo diễn Minh Cao. Theo cô chia sẻ, để nhận vai diễn trong bộ phim Chạm vào danh vọng, cô đã chấp nhận từ chối 4 bộ phim khác vì theo cô đánh giá, vai diễn trong phim này sẽ là một bước ngoặt lớn trong sự nghiệp diễn xuất của mình và cũng chính là chìa khóa giúp cô khai thác được các thế mạnh khác trong biểu cảm nội tâm nhân vật. Trong phim Cao Thái Hà vào vai Ngọc Trâm, một cô gái vì ham mê tiền bạc mà trở thành một cô gái chân dài đầy mưu mô thủ đoạn. Với khả năng diễn xuất ngày càng tiến bộ, Cao Thái Hà nhận được nhiều lời khen từ đạo diễn và đồng nghiệp trong vai diễn này. Tuy nhiên, điều cô không ngờ rằng trong phim cô diễn xuất quá ấn tượng, khiến vai diễn của mình bị ghét đến nỗi đã khiến khán giả ghét lây sang cô luôn. Đến năm 2018, Cao Thái Hà thu hút sự chú ý của khán giả khi đảm nhận vai Trung úy Minh Ngọc trong dự án Hậu duệ mặt trời bản Việt. Vì những thành công của kịch bản gốc Hàn Quốc, nên đông đảo khán giả phim Việt rất ngóng phần thể hiện của nữ diễn viên. Trong năm 2019, bên cạnh những phim bom tấn từ các nước như Hàn Quốc, Mỹ, Trung Quốc, Thái Lan, phim Việt cũng không kém cạnh qua các bộ phim như Về nhà đi con, Bán chồng, Tiếng sét trong mưa. Và thật may mắn khi Cao Thái Hà được vinh dự góp mặt trong phim Bán chồng và cả Tiếng sét trong mưa. Bán chồng là phim truyền hình được chú ý bởi nội dung hấp dẫn, nhiều tình tiết mang tính lôi cuốn,
với sự góp mặt của các diễn viên như Anh Tú Ngọc Lan, Oanh Kiều, Cao Thái Hà. Trong phim, Cao Thái Hà hóa thân vào vai Ngọc, cô gái có sắc, có tiền, có địa vị nhưng lại thiếu đi dư vị của tình yêu. Cách thể hiện đa dạng thần thái cảm xúc của nhân vật giúp Cao Thái Hà thể hiện trọn vẹn một tiểu tam thành đạt nhưng tự cao tự đại. Cao Thái Hà một lần nữa khiến người xem phải ghét cay ghét đắng với vai mợ hai đanh đá thâm độc trong Tiếng Sét Trong Mưa. Phim được khán giả cực kỳ yêu thích với kịch bản chắc tay, dàn diễn viên kỳ cựu gồm Cao Minh Đạt, Nhật Kim Anh, Lê Bê La. Đặc biệt, có những tập gây nhiều chú ý dồn về cặp đôi Cao Thái Hà và Cao Minh Đạt. Với những phân cảnh nặng đô về tâm lý, cả hai đều xử lý tốt và đẩy phim lên cao trào với nhiều tình huống hấp dẫn. Qua phim Bán Chồng và Tiếng Sét Trong Mưa, Cao Thái Hà một lần nữa khẳng định khả năng diễn xuất biến hóa đa dạng tính cách và tâm lý nhân vật. Cô nhập vai tốt đến nỗi khán giả phải thốt lên, hai sáng ác quá, Diệu Ngọc sao đáng ghê thế. Điều đó đủ để cho thấy sự thành công của Hà khi vào vai phản diện. Tuy trên màn ảnh, Cao Thái Hà khá bạo dạn khi thể hiện những cảnh nóng với bạn diễn nam, nhưng ngoài đời thực, cô lại sống bình dị và thầm lặng. Chính vì thế, cô ít xuất hiện trên mạng xã hội hay vướng phải những thị phi showbiz. Bên cạnh thành công ở lĩnh vực phim truyền hình, Cao Thái Hà vinh dự được giao vai Hoàng Thư trong phim điện ảnh mang tên Kiều, từ nhà sản xuất Mai Thu Huyền. Nhân vật Hoàng Thư là vai diễn lớn đầu tiên của Cao Thái Hà trên màn ảnh, sau gần 10 năm bước chân vào môi trường giải trí. Mỹ nhân độc thân đắt giá nhất nhì showbiz Việt, Cao Thái Hà là mẫu phụ nữ mà bất cứ người đàn ông nào cũng muốn lấy làm vợ. Không chỉ bởi cô đẹp, kiếm tiền giỏi, giàu có, mà còn bởi đức tính chung thủy sâu sắc, tự trọng và tình nghĩa. Về đời tư của nữ diễn viên khá đơn giản, cô hiện có một căn biệt thự ở quận 7. Theo như Thái Hà chia sẻ, mức thu nhập hiện tại của cô không cao như những nghệ sĩ tên tuổi khác. Tuy nhiên, để được thu nhập như vậy, cô đã phải cố gắng rất nhiều. Từ một tiểu thư phải lao vào đời chật vật kiếm sống, lo toan cho gia đình khi bố mẹ chia tay rồi đến nỗi đau mất ba. Khoảng thời gian ấy, cô mất phương hướng và rơi vào trầm cảm. Nhưng sau tất cả, cô đã vượt qua, ngày càng xinh đẹp và thành công hơn trong cuộc sống. Hiện tại ở tuổi 35, Cao Thái Hà đã học được cách cân bằng công việc và cuộc sống riêng sau những biến cố. Cô vững vàng hơn, chín chắn hơn khi dành nhiều thời gian cho gia đình cũng như bản thân hơn. Cảm ơn bạn đang xem video tại kênh. Xin chào và hẹn gặp lại!